Hello xin mọi người, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G rồi đây. Ngày hôm nay có tin cực sốc rồi các bạn ơi. Nhìn vô đây đây thấy gì không? Đây chính là Titan The Real Man các bạn à. Nhưng mà không phải Titan The Real Man bình thường, mà ngay bây giờ anh đã trở thành zombie rồi mini ơi. Trời ơi, idol của mình nhìn nè. Những ngón tay đã trở thành giống như mấy bà con gái đi sơn móng tay, gắn móng giả rồi các kiểu nha các bạn nha. Nhìn thấy ghê không? Như là mấy bà phù thủy Simla vậy đó. Còn cái mặt nè, trời ơi, cái hàm răng đen thù lùi. Oh my god bro. Nhưng mà cái đó là tin buồn. Còn tin vui là bộ phim Skibidi Toilet tập thứ 18 là tập mới nhất đã vừa mới ra mắt các bạn. Ngay bây giờ mình với các bạn sẽ cùng vô coi luôn nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ lại cho video này một nút like để ủng hộ cho anh chị làm tiếp nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Let's go baby. Ok các bạn à, trước khi vô video mới của mình trong ngày hôm nay thì mình có một tấm fan art muốn cho các bạn coi là đẹp không? Ê, nhìn khá là khó, để bây giờ mình zoom cho các bạn coi nha. Bạn này bạn ghi là Sub 4 J Gray or Titan the 3 Titan TV Man Hit You, có nghĩa là hãy đăng ký kênh cho J Gray hoặc là ba anh Titan sẽ đấm vỡ mập. Trời ơi. Ok, và bạn ấy cũng đã đăng ký cho mình rồi nè các bạn ơi. Đã gì chưa? Đã đăng ký cho các bạn nha. Let's go baby, các em rất nhiều nha. Và ngoài ra thì bạn ấy còn có một cái món quà gì ở bên đây nữa, mình không biết cái này là cái gì, bạn nào biết thì hãy bình luận cho anh biết nha. Và bạn ấy có một cái gì là Super Hook YDGDU gì đây, là cái kênh này HWMGGG, cái này mình khó đọc quá các bạn ơi. Nhưng mà đây là fanart của bạn ấy nha, anh cảm ơn em rất là nhiều nha. Tấm fanart này anh chơi chấm điểm cho nó là 99 điểm nha em. Biết lý do tại sao là chưa được 100 điểm không? Tại vì giờ em vẽ hơi nhỏ nha, với lại mấy anh này hơi bị ốm. Muốn em vẽ mập mập lên như Titan phải mập chứ đúng không? Nếu Titan mà ốm quá là nhìn giống như hơi bị second hand nha. Nhớ là Titan sẽ biết comment. Oh my god. Nhìn hơi bị second hand. Ok, nhìn hơi bị gọi là thiếu ăn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vô video nào. Let's go baby. Cái khúc này là anh Kirito vô lựa vũ khí nè các bạn. Mình kêu là ổng cầm mấy cây kiếm màu đen này đi, ổng không chịu. Ổng lấy cây kiếm nhỏ nhỏ này nè. Có nhiều bạn kêu là anh trai ơi, cái cây kiếm màu đen này á cầm không có được đâu. Cái cây này là phải cho anh cameraman cỡ lớn hay là anh speakerman cỡ lớn cầm mới được, chứ anh Kirito nhỏ xíu mà cầm cây này đè chết luôn á. Anh thấy cũng hợp lý các bạn ơi. Thế cho nên là cầm mấy kiếm nhỏ nhỏ này chắc cũng được rồi. Rồi vô là mấy kiếm nhỏ nhỏ nè. Kiếm này nhìn cũng đẹp các bạn. Nhìn cũng ngầu ấy. Cũng với mấy cây kiếm của mình nhỏ nhỏ đẹp không? Gì đây? Ê vô bro, mở cửa ra, và đây chính là một đấu trường chân lý. Tất cả những người này là những người của bộ tộc Speaker. Và họ rất là vui mừng khi mà mình được vô trong đây và mình trở thành một chiến binh chiến đấu mua vui cho họ. No, God, please, no, no. No! Coi nè. Và bây giờ sẽ là một anh Slender TV Man Zombie xuất hiện. Một cái cửa bay ra. Ghê chưa? Slender TV Man khi mà là zombie là ghê như vậy đó các bạn. Ủa nó vô nó cắn luôn à? Ai ơi. Nâng cấp sức mạnh nè. Nhưng mà yên tâm đi, bây giờ mình sẽ được cứu các bạn à. Yên tâm, chuẩn bị có người ra cứu mình rồi. Yên tâm đi, tập 17 mình nhớ mà. Coi đây, từ từ mình tỉnh, chạy lẹ, nhúng lên bực nhúng, nhảy. Let's go, gọi qua đây được cứu nè, coi nè. Ê, nè, bây giờ chúng ta sẽ được cứu bởi nhân vật bí ẩn này nha các bạn nha. Mình không biết đây là ai luôn. Mà nhìn rất là ngầu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 18, là tập sẽ tiếp diễn cái tập hồi nãy nha các bạn. Bình luận chữ sẵn sàng và cho video này một nút like nha các bạn nha, chứ đừng có coi chùa nha. Ok. Nhìn giống như hoang thịt vậy đó. Ê làm gì đó? Thằng kia chạy đi. Anh ơi quýnh nó giùm em đi anh. Ghê quá. Cứu em bên đây. Mày giỡn. Trời ơi. Anh lướt như là block foot vậy đó. Mày đùa hả con? Một chém. Hai chém lên đường. Wait what? Ông biết nói tiếng người. You have to unite together for a common victory.
ổng nói vậy. Từ từ mình cần phải nghe lại các bạn ơi. Từ từ mình nghe lại, mình sẽ dịch cho các bạn nghe tiếng Anh nha. Coi. Ổng nói là những người của hành tinh Genesis hay cái gì á. Cái anh chàng cameraman Kirito nè, quân đoàn liên minh này nè, không phải là kẻ thù của mấy người đâu, mà kẻ thù chính là con virus á. Chúng ta cần phải hợp tác lại với nhau để dẫn đến chiến thắng. Ê, vô man speak command robot kìa. Ui, anh ơi, giờ sao đây? Quách cái gì vậy? Cánh cửa không gian kiểu mới. Vô luôn. Quay cánh cửa đẹp vậy, cánh cửa giống của Titan Clockman vậy. Ê, vô cái gì đây? Ở trên đây là một cái màn hình các bạn à. Ôi trời ơi, và kệ, hôm nay anh Jay lại tiếp tục không được lên tivi rồi các bạn. No. Ở đây là anh nào đây? What? Hình như là anh Just Cozy thì phải. Để mình xem coi mình có được lên tivi nữa không nha các bạn nha. Có vẻ như không được rồi. Nguyên bộ giáp luôn. Hey yo bro, nguyên bộ giáp luôn bạn ơi. Bộ giáp của những anh Speakerman. Just Cozy. Ahoy. Rồi Chaster Dogs. Ok, chỗ cái anh Ahoy này, anh bữa anh được lên chung với mình mà giờ anh được lên nữa, mình không được lên các bạn à. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì Việt Nam của chúng ta coi không chịu bấm nút like các bạn. Nên nghe. Em bây giờ các bạn hãy bấm nút like cho video đi. Mình sẽ kêu anh Monster Up cho chúng ta lên TV tiếp nha các bạn nha, đồng ý không? Thật ra mình cũng không kêu đâu, mình phải năn nỉ anh hai đao phu của mình đó các bạn à. Nhưng mà bấm like nhiều nhiều anh hai mình mới năn nỉ được anh Monster Up nha các bạn. Rồi ngay bây giờ bấm like nha, tiếp tục nào. Speakerman kìa, nó bấm chuông báo động. Mày bấm chuông báo động hả mày? Trời ơi là trời, đang bỏ đi mà nó bấm chuông báo động. Nhảy vô đây, quay trở lại chiến trường. Mưa trời ơi, anh ơi, ổn không vậy? Wow, ổng có thể cắt đôi cái chân robot luôn các bạn ơi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Và ông này có khả năng sử dụng cổng dịch chuyển như Titan TV Man vậy đó. Nhưng mà cổng ổng có thể cắt đôi ra nó không được luôn các bạn. Quay quá, ổng cắt đôi nguyên cái trụ ổng ném ra luôn. Ông này mạnh nha. Wow, cánh cửa không gian. Vô đi người anh em. Ok anh, em vô liền. Oh my god, cánh tay tình cốc mấy anh kìa. Rất là nhiều nhân vật của các vũ trụ khác. The Skibidi World luôn kìa các bạn. Có tay tình Computerman hồi nãy luôn mình mới thấy á. Wow, chúng đi đâu đây? Đây là đâu? SOS, tín hiệu báo động. Wait. Titan the real man. Phiên bản zombie. Cái này có thiệt không mini? Ghê quá. Ai vậy? Ai cứu mình? Tên Speakerman đúng không? Tên Speakerman trở thành zombie trong phim này lâu rồi ông nội. Trời ơi, quên mất trời ơi. Vậy thì ai là người cứu mình các bạn? What the hell? Ai vậy? Tên Speakerman. Chúng ta lưu lưu chờ đợi các Titan tới các bạn à. Nhưng sự thật là không Titan nào cả, mà là một con Skibidi đã cứu chúng ta các bạn à. Và đó chính là con Skibidi UFO nha. Cảm ơn UFO. Oh my god, cái mắt của nó như là Superman nữa các bạn. Wait a minute. Wow, let's go baby. Ủa hết gì vậy? Ok các bạn à, và tập 18 tới đó là đã kết thúc rồi nha các bạn nha. Thật sự là tập này coi rất là hay luôn các bạn, đặc biệt là khúc cuối. Khúc cuối cứ tưởng được Titan nào cứu, ai dè là một con UFO các bạn à. Nhưng mà cũng hên nha, anh Titan the Real Man Zombie này chỉ là cấp 1 thôi, chứ ảnh mà là zombie cấp 2 là kiếp này coi như bỏ nha. Tại cấp 2 mạnh lắm. Ủa có vẻ như là khúc này nó bắn từ rất nhiều hướng luôn. Chứng tỏ một điều là con UFO nó cũng khá là nhanh đó các bạn. Con này lý do mình biết nó là UFO là bởi vì các bạn xem nè, nó có những cái vòng vòng như thế này nè các bạn. Đó, những cái vòng vòng này và cái mũ của nó nhìn là biết UFO luôn.
Còn con Astro nó sẽ có mấy cái tay vậy, nó quay ở dưới nha các bạn nha. Ok, Astro là nhanh hơn UFO, nhưng mà hình như con Astro biết hình zombie hay gì rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều nha. Nếu bạn thích video này, nhớ lại cho video một nút like nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.